Theo thông tư số 74 năm 2021 của Bộ Tài chính về phí lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí lệ phí hàng hải, từ ngày 12 tháng 10 năm 2021, tàu container trọng tải lớn vào cảng biển khu vực Cái Mép Thị Vải sẽ được ưu đãi một số loại phí đến hết năm 2023. Cụ thể, tàu container xuất nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép Thị Vải có tải trọng từ 80.000 tấn trở lên được ưu đãi phí bảo đảm hàng hải, phí trọng tải tàu thuyền bằng 60% mức phí quy định hiện hành. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết năm 2023, tàu hơn 120.000 tấn tiếp tục được giảm 20% phí hàng hải, phí trọng tải. Theo đánh giá của các hãng tàu, việc áp dụng giảm phí hàng hải theo các mức ưu đãi tối ưu nhất đã giúp các hãng tàu tiết kiệm tới khoảng 9 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đồng thời, giải pháp này giúp giữ chân các tuyến tàu hiện có đang cập các cảng khu vực Cái Mép Thị Vải và tăng sức cạnh tranh cho cụm cảng nhằm thu hút thêm tuyến mới.